bao công xử án. Ngày xưa tại xứ Đường Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, có một cô gái tên là Phỏng Thoại Loan, xinh đẹp, nết na và rất mực thủy chung, nhưng phải cái là rất nghèo. Năm 16 tuổi, nàng lấy chồng làm ruộng ở cùng xứ tên là Châu Đại Thọ. Người này cha chết đã lâu, nhà chỉ đủ ăn, lại thêm còn mẹ già phải phụng dưỡng. Tuy nghèo mà cảnh gia đình thiệt là hòa thuận, đầm ấm yên vui. 6 năm trời trôi qua, Phỏng Thị cũng chưa có tin mừng chi cả. Trái với các bà mẹ khác, mẹ Châu Đại Thọ vẫn quý mến con dâu, nhiều lần còn kiếm lời an ủi nàng. Còn chồng Phỏng Thị, anh cũng không vì vậy mà lạnh nhạt hắt hủi vợ. Nhờ vậy Phỏng Thị cũng bớt ưu tư phiền muộn. Nàng thường cầu trời khấn Phật cho nàng được một muộn con trai để nối dõi tông đường họ Châu. Mùa xuân thứ 7 sau ngày lấy chồng, Phỏng Thị được như ý sở cầu. Sáng đó trong tiết xuân ấm áp, dưới ánh xuân dịu dàng, trăm hoa đua nở, chim hót vang lưng, Phỏng Thị e lệ báo tin mừng cho mẹ chồng hay. Châu mẫu cả mừng, lật đật đi loan báo khắp hai họ nội ngoại và bạn bè thân thuộc. Qua bữa sau, thôn xóm đều hay biết. Ai gặp Phỏng Thị cũng hỏi thăm, khiến nàng vừa thẹn lại vừa vui. Cuối thu năm ấy, Phỏng Thị sinh hạ được một em trai kháu khỉnh, mập mạp, được cụ tiên chỉ vốn cùng họ với chồng nàng, đặt tên là Châu Khả Lập. Khả Lập được một tuổi, thời Châu Đại Thọ lâm bạo bệnh qua đời, để lại mẹ già, vợ dại con thơ. Năm ấy Phỏng Thị tuổi cũng vừa 24. Nàng ở vậy nuôi con và phụng dưỡng mẹ chồng rất mực cung kính. Năm sau bà cụ cũng cưới Hạc Quy Tiên. Từ đó Phỏng Thị vẫn can đảm một nắng hai sương, thắt lưng buộc bụng, tần tảo nuôi con. Xóm trên có người tên là Vệ Tư Hiền, nhà giàu có, nhưng quá vợ và tuổi ngoài 40, nay lại muốn tục huyền. Nghe danh Phỏng Thị là người hiền đức, Vệ Tư Hiền nhiều lần cậy người làm mai, xin dẫn 30 lạng bạc để làm lễ cưới. Nhưng Phỏng Thị lễ phép khước từ, lấy cớ còn phải nuôi cho con khôn lớn đã. Vệ Tư Hiền nghe vậy càng đem lòng quý mến Phỏng Thị, cho nên ông vẫn nhờ người thỉnh thoảng tới thăm mẹ con Khả Lập, tuy ông không có hy vọng gì được toại nguyện. Thấm thoát Châu Khả Lập đã được 18 tuổi, lập thờ mẹ rất hiếu thảo, chăm lo làm lụng suốt ngày. Sáng đi làm việc đồng án, tối về lại xoay ra bừa củi, giá gạo. Nhờ vậy mẹ con xem ra ngày càng khá hơn xưa. Khắp xứ ai cũng khen Khả Lập và thường lấy chàng làm gương dắt dạy con cái. Nhiều nhà có con gái tới tuổi cập kê cũng năng lui tới thăm hỏi Phỏng Thị với hậu ý muốn gả con. Phỏng Thị cũng thấy mát mặt với thiên hạ, thực bó công một mình vất vả nuôi nấng, dạy dỗ con trong mười mấy năm trường. Phỏng Thị nhiều lần gợi chuyện phiên nên lo bể gia thất cho mẹ sớm có cháu bồng. Nhưng mỗi khi thấy mẹ đả động tới đường vợ con, Khả Lập đều lễ phép thưa: xin cha mẹ nghĩ lại, nhà ta còn nghèo, con thiết nghĩ hãy để thư thả cũng chưa muộn. Phỏng Thị dư biết là thiên hạ, dù có quý mẹ con nàng đến đâu chăng nữa, nhưng còn phong tục ràng buộc, việc cưới hỏi tất nhà trai cũng phải lo cho đủ lễ. Phỏng Thị hỏi ý Khả Lập cho có lệ, chứ thực ra nàng đã quyết định rồi. Chưa biết nàng định thế nào, chỉ biết qua sáng hôm sau, Phỏng Thị dậy thiệt sớm, đi chợ mua sắm vàng hương bông trái, xôi gà. Ở chợ về, nàng quét dọn sạch sẽ bàn thờ chồng, bày đồ lễ tươm tất. Đoạn nàng mở dương, lấy bộ quần áo đẹp mặc vào, rồi trở ra trước bàn thờ chồng, châm đèn đốt nhang, chắp tay vái chồng mà khấn rằng: này con mình đã lớn khôn, đến tuổi lập gia đình, nhưng nhà nghèo, thiếp không sao lo cưới đặng vợ cho con. Như vậy không có ai nối dõi tông đường họ Châu. Thiếp đã thủ tiết 17 năm nay, nay thiếp đứng giữa hai ngả đường, một là thủ tiết mãi thì Khả Lập đến già cũng không có vợ được, hai là tái giá thì lấy số bạc thách cho con làm vốn cưới vợ, đặng lo hậu sự cho chàng. Thiếp không biết tính sao nên phải gieo keo này, xin chàng linh ứng cho biết phải lấy chồng hay ở trọn đời. Nếu chàng bắt thiếp bước một bước nữa để giúp con, thời xin cho một keo ngựa. Khấn xong, Phỏng Thị gieo tiền một keo ngựa, nàng chưa tin lại gieo tiền lần nữa, kết quả vẫn như lần trước. Phỏng Thị mới vái chồng và khấn tiếp: chàng đã nhất quyết bắt thiếp phải lấy chồng, thiếp xin vâng lệnh. Lễ xong, Phỏng Thị gọi Khả Lập lại và bảo rằng: mẹ biết con là người con hiếu thảo, nay con đã khôn lớn lại biết lo làm ăn cẩn mẫn, thế là con đã đền ơn mẹ xứng đáng rồi. Mẹ đã lo đủ cho con, vậy vài tháng nữa mẹ sẽ đi lấy chồng.
Khả Lập nghe mẹ Hiền dạy thế, rớt nước mắt và thưa rằng: Lạy mẹ, xin mẹ xét lại nguồn cơn. Nếu mẹ tái giá, sao mẹ chẳng làm lúc con còn bé dại? Nay tuổi đã cao, mẹ mới tính chuyện lấy chồng, chẳng hóa ra uổng công mẹ thủ tiết suốt 17 năm nay. Hay là tại con bất hiếu, không phụng dưỡng mẹ, thì xin mẹ cứ đánh đòn, con xin cam chịu. Phỏng thị đáp: Con chớ khá nhiều lời, dù mẹ đã nhất quyết như vậy, con đừng cản mẹ. Thấy mẹ có vẻ không bằng lòng, Khả Lập len lén đi xuống nhà, vẻ mặt buồn hiu. Lần đầu tiên trong đời, mẹ con Khả Lập không nói với nhau một lời suốt bữa cơm trưa hôm đó. Chiều lại, Khả Lập trốn mẹ đến van nải mấy ông già trong họ nội nhờ khuyên can mẹ. Nghe tin động trời, các cụ liền khăn áo chỉnh tề kéo nhau đến nhà mẹ con Khả Lập hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Phòng thị lễ phép thưa lại duyên cớ đã thúc đẩy nàng sẽ tái giá. Nàng nói rõ có xin keo và hương hồn Châu Đại Lộc đã chấp thuận. Nghe xong, một cụ mau miệng hỏi: Chị là người có hiền đức, đảm đang, nội trong họ nhà ta, còn giàu như chị thiết là có 102. Các cụ cũng như lão đây, thấy nghĩ như vậy là phải lắm. Chị biết hy sinh cho nhà chồng như thế, lẽ nào chúng ta lại ngăn cản? Sở dĩ lão đến hỏi là vì cháu lập tưởng chị giận gì nó mà hành động như vậy. Một cụ khác vuốt tròm râu bạc, chậm rãi nói: Như cụ trưởng đây dạy có chí lý, vậy chẳng hay chị đã nhận lời nơi đâu chưa? Phòng thị bẩm: Con đâu dám vậy, con đã định sẽ xin các cụ đứng lên thu xếp dùm thời các cụ đã tới. Qua mấy tuần nước, các cụ đứng dậy ra về, ra vẻ hài lòng lắm. Một hai ngày sau, xóm trên xóm dưới, mọi người đều biết là Phòng thị năm nay đã 41 tuổi, có ý muốn tái giá. Người chú họ của Vệ Tư Hiền trước nay đã đứng ra làm mai cho cháu, nay bắt được tin này, liền lên ngay xóm báo cho Vệ Tư Hiền hay. Hiền cả mừng, liền đếm ngay 30 lạng bạc, nhờ chú họ đem đến trao cho Phòng thị làm đồ xính lễ. Phòng thị liền cho mời mấy cụ bên nhà chồng để đến chứng kiến. Mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, năm ấy thì Vệ Tư Hiền cũng 50 tuổi chẵn rồi. Ít bữa sau, đám cưới đơn giản của Phòng thị lấy Vệ Tư Hiền được cử hành. Trước khi về nhà chồng, Phòng thị gọi Khả Lập vô phòng và bảo con khóa dương có đựng 30 lạng bạc của dượng dẫn cưới lại. Khả Lập mới làm theo rồi đưa chìa khóa ra trả mẹ. Phòng thị không nhận và nói: Mẹ đem theo dương này, chìa khóa con hãy giữ lấy, 2 tháng nữa mẹ sẽ về thăm con. Khả Lập nhất định không chịu và thưa rằng: Con đã bất hiếu, tự thân không lo đủ để mẹ phải ra thế này, con chẳng dám lấy bạc của mẹ, xin mẹ cứ đem chìa khóa đi theo. Nói rồi trả chìa khóa cho mẹ, hai mẹ con khóc lóc mà từ biệt nhau. Về nhà chồng được 2 tháng, Phòng thị nói với chồng: Thiếp thiệt tình không muốn tái giá ngặt, vì nhà nghèo không có tiền cưới con nên thiếp phải lấy chồng. Chàng là người rộng lượng, xin cho thiếp đem 30 lạng bạc dính lễ khi trước, về nhà lo cưới vợ cho con xong thiếp xin trở lại. Vệ Tư Hiền vui vẻ đáp: Bạc ấy là của nàng rồi, vậy cứ tùy tiện, chẳng hay nàng đã kén nơi nào cho Khả Lập chưa? Thiếp chưa định, chàng có ý kiến gì xin ban bảo cho. Theo chỗ ta biết thì vùng này có con gái Lữ Tấn Lộc tên là Nguyệt Nga, tuổi cũng vừa 18 cùng lứa với con nàng. Gia đình ấy rất nề nếp, rất thật thà trung hậu, Nguyệt Nga lại chăm chỉ nết na, thuần hậu như nàng vậy. Nếu nàng ưng chịu để ta làm mai cho. Phòng thị cả mừng, liền nhờ chồng đứng ra tác thành cho đôi trẻ. Tư Hiền vui vẻ nhận lời rồi mặc áo đến ngay nhà Lữ Tấn Lộc thu xếp. Phòng thị cũng vội vã gói bạc đem về trao cho Khả Lập và bảo con: Số bạc này mẹ không tiêu chi đến, nay con lấy mà cưới Nguyệt Nga. Khả Lập vâng theo và đám cưới được cử hành đầu mùa hạ năm ấy. Đêm tân hôn, Khả Lập cứ ở nhà lon dọn dẹp quanh quẩn mãi, đến đầu canh ba mới lừng khừng đóng cửa ngõ, tắt đèn cầy, đóng cả áo dài lên giường, đánh một giấc đến khi gà mới gáy sáng lần đầu, đã trở dậy lo sửa soạn đồ lễ, về nhị hỉ bên nhà cha mẹ vợ. Trong lời nói và cử chỉ, Khả Lập vẫn tỏ ra âu yếm, ân cần đối với vợ mới cưới, nhưng chẳng tránh các sự gần gũi về thể xác. Rồi thì tình trạng đó cứ kéo hết tháng này qua tháng khác. Gần nhà Khả Lập có Vương Văn, tuổi ngoại ngũ tuần, vốn là người quen lớn với Lữ Tấn Thọ, anh ruột của cha vợ Khả Lập. Mấy tháng sau ngày lấy chồng, cứ mỗi lần gặp Nguyệt Nga là vợ Vương Văn lại hỏi thăm đã có tin mừng chưa. Nguyệt Nga bén lén đáp cụt lún: Dạ chưa, rồi lủi mất. Từ khi ở riêng, Nguyệt Nga thấy bác ruột Lữ Tấn Thọ thỉnh thoảng lại ghé thăm. Nguyệt Nga quý mến bác lắm,
vì ông ta rất tốt, khá giả và lại hay thương người nghèo. Bác nàng đã giúp đỡ cha mẹ nàng rất nhiều, lần nào đến thăm Nguyệt Nga, ông cũng chờ bằng được Khả Lập đi làm đồng về để hỏi chuyện. Đối với cháu rể, ông cũng ôn tồn, vồn vã, nên ít lâu sau Khả Lập cũng quý mến ông vô cùng. Có lần đang nói chuyện với Khả Lập, Thọ thấy sột soạt bên kia vách đất ở phía sau lưng ông. Ông quay lại, thấy thấp thoáng bóng người qua kẽ vách. Ông liền bảo cháu rể: bác nghĩ qua mùa gặt, bữa nào rảnh, cháu cũng nên chét lại cái lỗ hổng trên vách này cho kín đáo. Tuy Tiêu Hắc có ở một mình và là người đứng đắn, nhưng nghĩ cũng không tiện. Khả Lập chỉ vâng dạ, cho có lệ, chứ thực ra trong thâm tâm chẳng nghĩ rằng mình nghèo lắm, có gì mà sợ bị rình rập mà phải lo. Một bữa Nguyệt Nga thú thực tình trạng giữa hai vợ chồng nàng cho bác nghe. Lữ Tấn Thọ khuyên cháu nên về thưa chuyện với mẹ. Nguyệt Nga liền về hỏi mẹ, không biết hai mẹ con nói gì với nhau. Mà lát sau Nguyệt Nga về ép hẹn lẻn ra về. Cách đó ít bữa, nhân buổi tiết xuân đầm ấm, hơi xuân dịu dàng, vạn vật như tràn đầy sức sống, hai vợ chồng Khả Lập trùng thẳng dắt nhau đi du xuân. Tới một cây cầu ở ven đồi, hai người dừng chân ngoạn cảnh. Dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thiết tha. Trong vòng cây nơi chân đồi, chim kêu ríu rít, trên mặt cỏ từng cặp bướm màu giữa nhau bên những đóa hoa tươi thắm.